Winnie rủ em về chỗ của cùng với con đi con. Về chỗ thôi. Hai bạn quyết định trao đổi đồ với nhau à. Tâm cứu con nha. Winnie rủ em về chỗ cùng với con đi con. Về chỗ thôi. Hai con sang chỗ chị Winnie ngồi nhá. Con suy nghĩ là em nên đi vào đi để biết học thì phải biết nhiều thứ. Winnie rủ em Lina ra chơi. Đây. Lina ra chơi. Chơi với tớ. Con nói với Lina, Lina ơi, không có tập mà tụi mình chỉ chọc cho. Mình vô mình chơi làm quen với em thử nha. Đây là chị Kenny, đây là anh Tâm. Mình vô làm quen với anh chị nha. Rồi mời em nắm tay em dẫn em vô nè. Em lo nè. Không sao. Ba mẹ sẽ quay lại đón mình sau. Còn Mona ơi. Mạnh lên bền. Không sao đâu. Con nói là con muốn 7 sao. Con muốn 10 sao. Con muốn 7 sao á. Nhưng mà tính về cái tốt. Đúng rồi, mà nãy giờ Lina không có vô tham gia nhiều. Thì tới cái lúc mà thầy cho sao đó, xin giùm cho bạn là thầy ơi, bạn không có học nhưng mà mỗi lần mà bạn đá là đá đều rất là đúng và rất là đẹp. Cho nên là ý là xin thêm sao cho bạn đi. Thì khi mà nghe bạn nói bạn muốn bao nhiêu sao thì Niềm sẵn sàng xé sao của mình cho bạn. Nhưng mà đạt cũng tốt đúng thầy. Đúng rồi, thầy khuyến khích cho Lina sao ha. Em rửa đây nè, cái đó là của chị. Em rửa đây nè Bona. Nè, để chị rửa cho. Rồi ok rồi đó. Lina nhanh chóng nhập hội tìm gấu cùng chị Queenie và anh Hùng Tâm. Tại vì Buna là cô bé giỏi hơn đó mọi người. Hay giỏi hơn cho nên là những cái phản ứng gọi là hai bạn quyết định trao đổi đồ với nhau à. Chúng ta sẽ có gia đình Thỏ đổi qua gia đình của Queenie và gia đình Cá Sấu đổi qua gia đình Hùng Tâm à. Con thích.